đã bắt sống được nghi phạm đốt thùng phiếu ở Arizona và phát hiện bí mật chấn động nữa. Lã phiếu quyết định của cử tri gốc Á Tòa phúc thẩm tra phán quyết chống lại GOP trong vụ kiện khiếu nại về 225.000 đơn đăng ký cử tri ở Bắc Carolina. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Cảnh sát Phoenix đã xác định được người đàn ông đốt hộp thư USPS tại Arizona chứa các lá phiếu ngay sau 1 giờ sáng thứ năm tuần trước là Theater Club Coin, 35 tuổi, người mà hành động của anh ta không có động cơ chính trị và không liên quan đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới. Cảnh sát tuyên bố, riêng tại tiểu bang Washington và Oregon, người ta phát hiện những vụ việc tương tự có liên quan đến nhau sau khi cảnh sát xác định được chiếc xe của nghi phạm như thể chúng ta cần thêm bằng chứng nào nữa cho thấy các thùng bỏ phiếu và hộp thư không an toàn là một rủi ro nghiêm trọng về an ninh bầu cử. Nghi phạm ở Arizona, một tiểu bang nơi kết quả bầu cử đã bị giám sát chặt chẽ vì vi phạm luật pháp nhiều lần, được cho là một người đàn ông vô gia cư đã từng bị bắt và bị truy nã theo. Cảnh sát cho biết, trong thời gian bị giam giữ, anh ta đã được thẩm vấn về sự liên quan của mình trong vụ phóng hỏa. Clubcoin đã thừa nhận đốt hộp thư và muốn bị bắt. Sau đó, Club Coyne chỉ bị buộc tội một tội danh là đốt phá, mặc dù được cho là đã làm hỏng khoảng 20 lá phiếu. Sở cảnh sát Phoenix sau đó đã kết luận, hành động của anh ta không có động cơ chính trị và không liên quan đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới. Đại diện của sở cảnh sát là trung sĩ Rob Scherer cũng nói với Fox rằng, ông được nghi phạm đảm bảo rằng ông ta không biết bên trong hộp thư có gì. Ông ta không biết liệu có lá phiếu hay bất kỳ yếu tố bầu cử nào ở đó vào thời điểm đó không và đó không phải là mục tiêu của ông ta. Điều này có động cơ chính trị, điều này không liên quan đến cuộc bầu cử theo bất kỳ cách nào. Liệu kết luận trên của sở cảnh sát tại tiểu bang này có đáng tin hay không? Nhiều người nghi ngờ rằng đây là một vụ vừa đốt nhà vừa la làng và có rất nhiều ẩn khuất sau kết luận trên. tờ Gateway Bandit cũng đã đưa tin về sự cố đáng lo ngại này. Xảy ra khi Đảng Cộng hòa đang áp đảo các cuộc thăm dò và dẫn trước Đảng dân chủ với hàng trăm nghìn phiếu bầu. Trên thực tế, số liệu thống kê cho thấy cử tri đảng Cộng hòa Arizona đã nộp nhiều hơn đảng Dân Chủ gần 300.000 lá phiếu bầu sớm. Ngoài ra, vụ này không phải chỉ là một, mà có tới bốn địa điểm bị đốt cháy, bao gồm Portland, Oregon và Vancouver, Washington. Liệu chúng ta có nên tin rằng những sự việc xảy ra ở ba tiểu bang trong một cuộc bầu cử mà cử tri đảng Cộng hòa tập trung nhiều hơn vào việc bỏ phiếu sớm chỉ là ngẫu nhiên hay không? Có ai tin rằng nhiều người đàn ông vô gia cư ở nhiều địa điểm khác nhau là chỉ muốn bị bắt và quyết định đốt hộp thư chỉ vài ngày trước khi các thùng thư bị đốt cháy ở hai tiểu bang khác không kể từ báo cáo cuối cùng của chúng tôi về vụ cháy hộp thư ở Oregon và Washington nhiều chi tiết hơn đã được đưa ra ánh sáng cho thấy các vụ việc có liên quan cảnh sát ở Portland đã xác định được một chiếc Volvo S60 màu tối có biển số không xác định đã bị camera an ninh hộp thư ở Oregon ghi lại và được cho là có liên quan đến vụ việc ở Vancouver Washington FBI liệu đang che đậy sự thật gì sau kết luận ngắn gọn trên. Cũng trong tin tức tuần này, tại Florida, một hộp phiếu bầu qua thư đã được tìm thấy bên lề đường Turnpike Bay của Florida. Một nhân viên USPS đã bị bắt vì ăn cắp hơn 1.000 lá thư, bao gồm cả lá phiếu và vứt chúng vào rừng. Và các lá phiếu đã được tìm thấy trong cống thoát nước mưa của quận Cam. Tại Pennsylvania, phát hiện hơn 2.500 phiếu có dấu hiệu bị chỉnh sửa và hàng nghìn đơn đăng ký cử tri của bên thứ ba và đơn xin bỏ phiếu đã bị giám sát chặt chẽ vì có khả năng tạo ra nhiều bất thường không đáng có. Và đảng Dân Chủ đang đóng giả làm nhân viên bầu cử tại Pennsylvania, trong khi những nhân viên bầu cử thực sự đẩy mọi người ra khỏi hàng và bảo họ rời đi. Sài Gòn News sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về những trò bẩn nhắm vào các lá phiếu và những sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ trên toàn quốc cho đến ngày 5 tháng 11. Nhưng rất quan trọng, để không bị hạn chế thì xin quý khán thính giả mạnh tay đăng ký kênh và chia sẻ video này nhiều hơn. Chỉ tính riêng Arizona, hơn 144.000 cử tri đã bỏ phiếu tính tới 17 giờ chiều 29 tháng 10, ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 ở khắp mọi nơi trong tiểu bang. Số lượng cử tri Arizona đi bỏ phiếu dự kiến tăng lên khi tổng số phiếu bầu sẽ được công bố lúc 20 giờ cùng ngày giờ địa phương khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa. Xu hướng bỏ phiếu sớm ở bang này là mô hình đang được triển khai ở nhiều nơi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo Washington Post. Ngoài những người đi bỏ phiếu sớm, trong tiểu bang này còn có hơn 1,4 triệu người đã đi bỏ phiếu qua thư. Lá phiếu quyết định của cử tri gốc Á Kính thưa quý vị, trong cuộc bầu cử xích sao đầy gây cấn như năm nay, cộng đồng gốc Á đang ngày càng lớn mạnh ở Mỹ có thể trở thành một tiếng nói mang tính quyết định trong việc ai sẽ nắm quyền ở tòa bạch ốc theo trung tâm nghiên cứu Pew, cử tri gốc Á đang ngày càng có ảnh hưởng tại Mỹ, với số người được bỏ phiếu tăng 15%, khoảng 2 triệu người trong 4 năm qua. Tháng 11 này, khoảng 15 triệu người Mỹ gốc Á đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 6% tổng số cử tri đủ điều kiện. Nhóm cử tri độc lập khác thường Cử tri gốc Á là nhóm cực kỳ đa dạng, có nguồn gốc từ hơn 20 quốc gia, nói nhiều ngôn ngữ. Tuy không phải là nhóm lớn, chỉ chiếm 4% số cử tri toàn quốc vào năm 2020, và thấp hơn hẳn nhóm người da đen và gốc Latin. Nhưng họ lại là nhóm đủ điều kiện bỏ phiếu tăng nhanh nhất nước. So với các nhóm cử tri nói chung, lượng cử tri gốc Á xác định mình hoàn toàn độc lập cao gấp đôi. Theo dữ liệu từ hai tổ chức nghiên cứu bầu cử quốc gia Mỹ và dữ liệu AAPI. Vì vậy, dù các khảo sát từ năm 2008 đến nay cho thấy họ thường bầu cho ứng cử viên dân chủ thì vẫn có thể có thay đổi. Đôi lúc, họ nghiêng về đảng Cộng Hòa như ở cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 khu phố tàu ở Brooklyn, từng là thành trì của đảng Dân Chủ, đã bỏ phiếu cho ông Lee Zeldin, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, giữ chức thống đốc New York vì lo ngại về vấn đề tội phạm trong khu vực. Năm nay, một khảo sát với nhóm cử tri gốc Á và người dân đảo quốc Thái Bình Dương AAPI trưởng thành do nhóm NORC thuộc Đại học Chicago thực hiện vào tháng 9 2024 cho thấy, nhóm này đang đánh giá ngang bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Điều này cũng cho thấy cử tri người Mỹ gốc Á dễ bị thuyết phục hơn và có thể cởi mở hơn với các thông điệp vận động tranh cử và nỗ lực tiếp cận của các ứng cử viên. Một trong những lý do là vì đa số họ không sinh ra ở Mỹ và không lớn lên trong môi trường truyền thống dân chủ hay cộng hòa. Những cử tri mới này, như trong cuộc bầu cử 2020, có đến 17% người gốc Á bỏ phiếu lần đầu, vẫn chưa thực sự hiểu mỗi đảng và có sự cam kết với đảng nào. Trong nhiều năm các đảng thường ít tiếp cận nhóm cử tri gốc Á, một phần là do phải tốn nhiều công sức và tiền bạc để dịch tờ rơi, biển báo và thông tin về cách bỏ phiếu, theo ông James Delos Rice, phó chủ tịch nhóm vận động AAPI tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Tại bang này, số cử tri nhóm AAPI đã tăng 55% trong giai đoạn 2010-2020. Dù chỉ chiếm 3%, lá phiếu của họ có thể mang tính quyết định. Bài học rút ra từ năm 2020 là dù một cộng đồng có nhỏ đến đâu thì họ vẫn rất quan trọng, nhất là trong thời điểm đất nước đang bị phân cực như hiện nay. Vì vậy, việc tiếp cận hơn 1,5 triệu cử tri AAPI ở các bang chiến trường như Nevada, nơi nhóm cử tri AAPI chiếm hơn 10%, hay North Carolina, Georgia và Michigan sẽ cực kỳ quan trọng đối với các ứng viên. Trong những năm gần đây, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đang nỗ lực tiếp cận nhóm cử tri này, gửi thông điệp bằng nhiều ngôn ngữ châu Á và đăng quảng cáo trên các tờ báo tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Tagalog địa phương. Tại cuộc bầu cử năm nay, chiến dịch của bà Kamala Harris đã đẩy mạnh quảng cáo trên truyền thông của cử tri gốc Á. Thường nhắc đến mẹ của bà là một người gốc Ấn Độ và tranh thủ sự ủng hộ của các nhóm vận động gốc Ấn. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa đã tổ chức các sự kiện tại một trung tâm tiếp cận cộng đồng người gốc Á ở khu phố tàu Las Vegas. Ông Trump từng đến thăm một khu trung tâm mua sắm của người Việt ở Virginia. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa đã tổ chức các sự kiện tại một trung tâm tiếp cận cộng đồng người gốc Á ở khu phố tàu Las Vegas. Ông Trump từng đến thăm một khu trung tâm mua sắm của người Việt ở Virginia. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn rất nhiều tiềm năng ở nhóm cử tri này mà cả hai đảng hiện vẫn chưa tiếp cận. Theo báo New York Times, một khảo sát toàn quốc gần đây đã cho thấy 42% số cử tri người Mỹ gốc Á cho biết họ chưa được đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa hoặc ứng cử viên nào liên hệ. Tòa phúc thẩm tra phán quyết chống lại GOP trong vụ kiện khiếu nại về 225.000 đơn đăng ký cử tri ở Park Carolina. Kính thưa quý vị, vào đầu tháng này, Ủy ban tranh cử của đảng Cộng hòa RNC đã kiện Hội đồng bầu cử tiểu bang Park Carolina về 225.000 đơn đăng ký cử tri khi hội đồng này cho người dân bỏ phiếu mà không cần xuất trình giấy tờ, không cần chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ và quyền bỏ phiếu hợp pháp. Cụ thể, Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa RNC và đảng Cộng hòa tại Bắc Carolina, NCGOB, đã đệ đơn kiện Hội đồng Bầu cử tiểu bang Bắc Carolina, yêu cầu Hội đồng này thay đổi mẫu đơn đăng ký, yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, căn cước hoặc số an sinh xã hội. Vụ kiện tuyên bố rằng, việc Hội đồng Bầu cử bang đã không thêm điều khoản trên, tức là họ cố tình cho phép những người không đủ điều kiện cũng có thể được bỏ phiếu. Đây hoàn toàn là vi phạm hiến pháp bầu cử Mỹ và là một hành động can thiệp rõ ràng. Vụ việc đã được hội đồng bầu cử tiểu bang chuyển đến tòa án liên bang. Nhưng vào ngày 17 tháng 10, thẩm phán tòa án quận Richard Myers đã phán quyết rằng một số phần của vụ việc sẽ được chuyển trở lại tòa án tiểu bang. Tuy nhiên, chiều ngày 29 tháng 10, theo giờ miền đông Hoa Kỳ, tòa phúc thẩm liên bang ở Bắc Carolina đã chặn nỗ lực của đảng Cộng Hòa mà không giải thích rõ. Trong phán quyết, thẩm phán Nicole Berner do Obama bổ nhiệm chỉ đưa ra một câu ngắn gọn rằng vụ kiện không phù hợp.